Bạn thân mến, Diễm rất vui khi gặp lại tất cả các bạn trong bài tập ngày hôm nay. Và cái bài tập yoga trị liệu cho thần kinh tọa phần 1 của Diễm thì nếu như bạn tập cảm thấy có những cái vướng mắc hoặc là những cái động tác nó như thế nào mà chúng ta không thể thực hiện được thì bạn hãy liên hệ với Diễm để Diễm có thể giúp bạn chúng ta thực hiện được dễ dàng hơn. Đồng thời thì nó mang tính chất trị liệu như thế nào. Và tiếp tục thì ngày hôm nay chúng ta cùng đi vào bài tập thứ hai và Diễm nói sơ qua cái căn bệnh này một tí. Thì cái căn bệnh đau thần kinh tọa của chúng ta không những là xuất hiện ở độ tuổi trung niên đến cao tuổi mà cái giai đoạn trước đó là lớp trẻ hiện nay thì cũng đang gặp phải cái tình trạng đau như thế này. Thì nếu như để ý một tí thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng lớp trẻ bị đau thần kinh tọa thì hầu hết các nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh đó chính là do cái tính chất nghề nghiệp của chúng ta. Thì thứ nhất là phải ngồi im một chỗ nhiều nè, thứ hai là chúng ta thường xuyên bưng khiêng hoặc vác những cái đồ nặng. Còn ở độ tuổi trung niên cho đến cao tuổi mà khi đã gặp phải những cái tình trạng thoái hóa cột sống này, đó chính là sự già đi của cơ thể mình, thì chúng ta hay gặp cái căn bệnh này, nó làm cho chúng ta là viêm khớp này, đau khớp và gai xương mọc ở các cái đốt sống của chúng ta. Thế thì nói như vậy để làm gì? Chúng ta phải biết cái nguyên nhân gây ra cái căn bệnh của mình thì chúng ta mới tìm được cái phương pháp để chúng ta điều trị cái căn bệnh đau thần kinh tọa. Và ngày hôm nay hãy tiếp tục trải thảm ra và tập cùng Diễm nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu đi vào bài tập khởi động. Hai tay của chúng ta sẽ đan lại với nhau, khởi động khớp cổ tay. Chúng ta xoay tròn khớp cổ tay của mình. Rồi, nhẹ nhàng xoay ngược lại. Động tác xoay ngược lại là nhiều người làm không được lắm. Rồi, chúng ta giữ tay như thế này, duỗi thẳng hai tay ra. Lúc này mình sẽ đan hai tay lại. Cái lưng bàn tay của chúng ta sẽ như thế nào đối diện với nhau. Rồi, bỏ qua và nắm lại thôi. Rồi, nắm chặt tay, nhẹ nhàng duỗi thẳng ra nhiều. Chị em chúng ta sẽ duỗi được tới đây thôi. Thì chúng ta vẫn để nguyên mức này. Nếu như được, hãy đè nó thẳng ra một tí. Đấy. Thẳng ra. Đấy. Chúng ta thực hiện 10 lần như thế này nhé. Thẳng ra này. Nắm chặt cái hai cái bàn tay của mình lại. Rồi. Rồi, duỗi thẳng hai tay ra, giữ nguyên tư thế này lâu. 3, 2, 1, từ từ tôi gỡ hai tay ra. Này, xoay hai bên. Rồi, xoay phần khớp hông của mình, xoay hai bên. Rồi. Chúng ta xoay cái phần eo của mình, mắt nhìn ra sau càng tốt. Rồi, mình dừng lại, ngồi thẳng lưng lên. Hai tay mình đưa sang ngang, hít thật sâu vào. Tay đưa sang ngang, nghiêng lưng sang bên phải, hở ra, tay bên trái áp sát vào tay bên trái, mắt nhìn lên. Rồi. Đưa tay sang ngang, hít vào. Nghiêng lưng sang bên trái, thở ra. Tay phải lúc này ta áp sát vào mang tay, mắt nhìn lên. Lưu ý tay mình thẳng lên. Tiếp tục tay đưa sang ngang, hít vào.
nghiêng lưng sang bên phải, thở. Tay sang ngang, hít vào. Trái, thở ra. Lần nữa, tay đưa sang ngang, hít sâu. Nghiêng lưng qua bên phải, thở và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Tay ngang, hít vào. Sang trái, thở ra, giữ tư thế này. 1, 2, 3, 4, 5, hít sâu, tay đưa sang ngang, thở ra, mình hạ tay xuống. Rồi lúc này ta đi vào khởi động phần khớp cổ. Hai tay mình đặt nhẹ trên gối, giữ lưng thẳng nè. Khi chúng ta khởi động phần khớp cổ thì lưu ý là hai cái phần vai của chúng ta sẽ cố định lại, không xoay vai, chỉ xoay phần từ này trở lên thôi. Tay mình đặt lên gối, chúng ta thả lỏng cơ thể một tí. Rồi, mắt nhìn thẳng về trước. Khi hít vào, ngửa người, ngửa phần đầu ra sau này. Rồi, rướn cằm, mắt nhìn lên. Nếu như bạn là người hay có triệu chứng đau đầu thì ta mở mắt. Còn không có những cái triệu chứng đau đầu thì chúng ta có thể nhắm mắt lại. Rồi, họ ra, ta kéo cằm này xuống sát ức. Đấy, thở hết hơi ra. Tiếp tục hít vào, ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên. Họ ra, kéo còng, hốt bụng vào. Lần nữa hít vào, ngửa đầu ra sau, mắt nhìn lên. Giữ. 3, 2, 1. Họ ra, kéo còng, hốt bụng vào. Giữ như thế này. 1, 2, 3. Nhẹ nhàng đưa đầu về trung tâm, hít sâu. Nghiêng lưng qua bên phải này. Phần tai bên phải mình sẽ áp sát vào phần vai nếu có thể, và cái vai bên này chúng ta giữ cố định lại. Rồi, đưa về trung tâm, hít vào, sang bên trái, thở ra. Về lại trung tâm, hít vào, phải, thở ra. Trung tâm, hít vào, trái, thở ra. Trung tâm, hít vào, phải, thở ra. Giữ như thế này, kéo căng phần cổ bên trái. 3, 2, 1. Trung tâm, hít vào, sang trái, thở, căng cổ bên phải. Ta giữ tư thế 1, 2, 3. Rồi từ từ ta xoay luôn cái phần khớp cổ của mình, cố định phần vai và thẳng lưng lên nhé. Rồi nửa vòng đầu này chúng ta hít vào, rồi thở ra. Tiếp tục hít vào, rồi thở ra, đẩy ra sau. Chúng ta xoay một vòng tròn. Lần nữa hít vào, nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục ta xoay ngược lại, rồi sau vào, thở ra. Tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lần cuối cùng hít sâu, rồi thở chậm chậm. Rồi thẳng lưng, hai thẳng phần lưng của mình lên. Lúc này ta đi vào duỗi thẳng hai chân ra và xoay phần khớp cổ chân nhé. Ta nhịp nhẹ hai phần gối xuống sàn, hai phần gối chân duỗi thẳng ra. Rồi chân bên phải chúng ta co lại, đặt lên phần đầu trên phần đầu gối chân bên trái. Rồi tay mình nắm lấy các đầu ngón chân và đồng thời chúng ta xoay phần khớp cổ chân, không lay lên lay xuống nhé, xoay tròn phần khớp cổ chân. Lưu ý chân của chúng ta sẽ để ra ngoài cái phần đùi bên trái một tí để cho mình thuận tiện hơn trong quá trình xoay. Rồi ta xoay ngược lại, nắm các cái đầu ngón chân của chúng ta, không nên nắm một bên. Chậm chậm thôi, chúng ta không cần phải xoay nhanh. Rồi tiếp tục
chân bên phải của chúng ta này sẽ kéo vào sát phần cái đùi bên trong này, đồng thời dùng tay bên phải của mình nhấn phần đầu gối xuống. Nhiều bạn đầu gối nó sẽ trên như thế này, nó sẽ như thế này, chúng ta vẫn dùng tay chúng ta đẩy xuống đấy, đẩy xuống, giữ tư thế này nhé, giữ 5 4 3 2 1. Rồi từ từ mình duỗi thẳng cái chân bên phải của chúng ta ra, tiếp tục chân bên trái co lại. Tay bên phải của chúng ta sẽ nắm lấy các đầu ngón chân bên trái, đồng thời chúng ta xoay phần khớp cổ chân bên trái. Rồi. Phần cổ chân của chúng ta sẽ cũng sẽ xê ra cái phần đùi bên phía bên phải một tí nhé. Rồi mình xoay ngược lại. Đúng rồi. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ kéo bàn chân bên trái của mình vào sát ở phần đùi bên trong. Đồng thời tay bên trái của chúng ta sẽ ấn nhẹ cái phần đầu gối bên trái của mình xuống và ta giữ như thế này. 1 2 3 rồi. Đứng lên. Lúc này mình nhịp nhẹ hai đầu gối dưới sàn. Rồi ta đi vào bài tập. Hai chân của mình sẽ xếp lại. Chúng ta ngồi được tư thế nửa hoa sen thì mình sẽ ngồi tư thế nửa hoa sen giống như Diệm đang ngồi. Đấy. Và nếu như cảm thấy có những cái vấn đề nào về cái phần cổ chân thì chúng ta nên hạ cái chân này xuống luôn. Tức là mình ngồi xếp bằng như thế này nhé. Rồi, ta bắt đầu đi vào động tác. Rồi, vươn nhẹ hai tay lên cao, hít vào. Ta vươn hai tay thẳng lên. Lòng bàn tay của chúng ta sẽ hướng vào nhau và đưa thẳng lên. Rồi, xoay người sang bên phải này. Tay bên trái chúng ta sẽ đặt lên đầu gối chân bên phải, tay bên phải chúng ta sẽ đặt ra sau, rồi nhẹ nhàng mình lấy cái tay bên trái của chúng ta bám mạnh vào cái phần đùi bên phải của mình, và xoay cái phần eo của mình, mắt chúng ta nhìn ra đằng sau, rồi vươn hai tay lên, hít vào, thẳng người, họ ra xoay qua trái. Lưu ý tư thế này cái tay của chúng ta để sát vào mông một tí, nếu mà để xa quá thì cái phần lưng nó sẽ đùng ra sau. Rồi ta giữ lưng thẳng, nhưng mà về phần cột sống thì chúng ta phải vặn vặn cái phần eo của chúng ta xoay ra sau. Tay bên này chúng ta đặt lên đầu gối bên trái, rồi nhẹ nhàng xoay ra sau, mắt nhìn ra sau, vươn hai tay lên, hít vào, xoay phải thở ra. Ta thực hiện tương tự, mắt nhìn ra sau, tiếp tục vươn hai tay lên, hít thở ra, xoay qua trái. Bài tập này sẽ làm cho cái giải tỏa đi cái sự căng thẳng và mệt mỏi ở các phần thắt lưng của chúng ta này. Đấy. Tiếp tục vươn hai tay lên, hít vào, xoay qua phải thở ra, vươn hai tay lên, hít xoay qua trái, thở sát vào cơ thể một tí. Rồi, tay vươn lên, hít vào, xoay phải, thở ra, lần 4, mắt nhìn ra sau, thẳng lưng lên, tay vươn lên, hít, thở ra, xoay qua bên trái, lần nữa vươn hai tay lên, hít vào, xoay qua phải, thở ra. Rồi, giữ tư thế này, đặt mạnh cái phần tay bên trái và đầu gối bên phải, chúng ta đẩy phần eo ra sau, giữ tư thế này nhé. 5 4 3 2 1. Tay đưa lên cao, hít vào, sang bên trái và giữ tư thế này. 1 2 3 4 5. Vươn hai tay lên, hít. Rồi thở ra, mình nhẹ nhàng mình hạ tay xuống, đồng thời chúng ta sẽ gỡ hai chân của mình ra, là nhịp nhẹ cái sàn. Rồi mình đi vào động tác tiếp theo.
Trăng bên trái chúng ta co lại. Trăng bên phải thì chúng ta sẽ co đầu gối lại, đồng thời hai tay đan vào nhau và nắm lấy phần bàn chân bên phải. Rồi, nhẹ nhàng chúng ta kéo chân mình thẳng ra, chúng ta sẽ hít vào. Rồi, giữ tay thẳng, chân của mình thẳng càng tốt. Nếu như bạn nào mới tập luyện yoga thì cái chân của chúng ta nó có thể vuông vuông như thế này. Chúng ta vẫn hai tay là vẫn nắm lấy bàn chân, đồng thời nhấn phần gối xuống một tí. Động tác này hơi căng cho cái phần chân phía sau của mình đấy. Rồi, rồi nhẹ nhàng hạ xuống thở. Lần hai đẩy chân lên, hít vào. Đấy, thở ra, hạ. Tiếp tục lần ba đẩy chân lên, nhấn gối xuống càng tốt, hít vào. Thở ra, hạ xuống. Tiếp tục bốn, kéo chân lên. Lần này mình sẽ đẩy sát, kéo vào sát cơ thể. Nhớ là phải nhấn phần gối xuống, sát một tí thôi. Rồi, thở ra, hạ xuống. Tiếp tục, lần nữa, giữ nguyên tư thế này. Bài tập này rất tốt cho chị em bị thần kinh tọa mà. Ở cái giai đoạn mà chúng ta rêm cái phần bàn chân và cái phần nguyên cái đùi đằng sau của mình này. Đấy. Giữ nguyên tư thế này. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, rồi. Hạ chân bên phải xuống, tiếp tục co phải và thực hiện với chân bên trái của mình. Hai tay đan lại nắm lấy bàn chân bên trái, giống như lúc nãy chúng ta sẽ kéo thẳng chân bên trái ra. Rồi, nhẹ nhàng ấn cái phần gối xuống. Đấy, cho cái phần chân sau của chúng ta sẽ đẩy ra, căng ra. Động tác này giống như là giảm đau ở cái phần dây đằng sau. Đấy. Thở ra, chúng ta hạ xuống. Lần hai, thẳng chân lên, hít vào. Rồi, thở ra, hạ nhẹ nhàng. Lần ba, tiếp tục hít vào. Thở ra. Bốn, hít vào. Thẳng chân ra, kéo sát vào cơ thể một tí. Thở ra. Lần cuối cùng, nông hít vào, nhẹ nhàng hạ xuống, thở ra. Rồi, chúng ta giữ, đẩy thẳng chân lên, nhẹ nhàng đẩy sát, kéo sát vào cơ thể một tí. Giữ tư thế này, 5, 4, 3, nhấn khớp gối xuống nhé, 2, 1, rồi từ từ, là sẽ hạ chân xuống. Rồi, nhịp 2, nhảy 2 đầu gối xuống. Rồi, hai chân lúc này chúng ta sẽ đưa sang ngang, đẩy sang ngang hết mức có thể theo các khả năng của cơ thể bạn. Đồng thời nhấc hai tay chúng ta đặt dưới sàn này, nhấc nhẹ mông lọt vào. Rồi, chúng ta sẽ giữ tư thế này, có thể là rất đau cái phần đùi bên trong của mình. Giữ nguyên như thế này, nếu bạn ngồi được cái tư thế như Diễm thì càng tốt. Ngồi hết mức có thể cảm thấy rêm rêm cái phần đùi trong, tức là bạn đã thực hiện đúng. Rồi, giữ nguyên tư thế này, chúng ta giữ 5, 4, 3, 2, 1, đưa tay sang ngang, hít vào. Rồi, thẳng người lên, hai tay mình sẽ hướng sang ngang, hai chân như thế này. Rồi, giữ nguyên tư thế này. Nghiêng lưng sang bên phải nè, tay bên phải của chúng ta sẽ đặt dưới sàn. Bàn tay, nếu không có thể đặt chỏ tay xuống sàn thì chúng ta sẽ đặt bàn tay dưới sàn. Đấy, tay bên trái của mình áp sát vào bàn tay, đồng thời chúng ta sẽ hạ phần chỏ tay xuống. Đấy, hạ xuống, chạm sàn thì càng tốt, không chạm sàn thì cứ giữ nguyên như thế này. Rồi, mắt nhìn nhẹ lên, đưa tay sang ngang, hít vào. Tương tự thực hiện với bên trái, bàn tay của chúng ta sẽ đặt dưới sàn trước và sau đó tay bên phải sẽ đẩy vào sát vào ngón tay, hạ thấp phần chỏ tay bên trái xuống. Đấy. Rồi, mắt nhìn lên càng tốt. Tiếp tục đưa tay sang ngang, hít vào. Nghiêng lưng qua bên phải, thở ra. Tay ngang, hít vào. Sang bên trái, thở ra, cố gắng nhé.
Đưa tay sang ngang, hít sâu vào. Lần thứ ba, nghiêng lưỡi qua bên phải này, hạ tay xuống, rồi từ từ mình đặt cái chỏ tay này, hạ thấp 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 xuống, rồi tay đưa ngang, hít, nghiêng qua bên trái, hở, đưa tay ngang, hít vào, phải thở ra. Lúc này tôi hạ thấp xuống một tí, thấp xuống tí nữa, tay đưa ngang, hít, thở ra. Rồi sang bên trái, lần cuối cùng tay mình đưa sang ngang, hít vào. Sang bên phải nè, tay chúng ta song song với cái phần mông của mình á, nó trên một cái đường thẳng luôn. Rồi giữ tư thế này, 5 4 3 2 1, tiếp tục tay đưa ngang, hít sâu vào, nghiêng lưng qua bên trái, mình thở ra và giữ, 1 2 3 4 5, hít vào, đưa tay sang ngang, rồi thở ra. Chúng ta hạ tay xuống. Rồi lúc này mình giữ, vẫn giữ nguyên cái tư thế này nhé. Rồi nếu có thể, hãy xích phần mông vào một tí, và hai tay của chúng ta đặt dưới thảm và bò ra, bò về phía trước, bò về phía trước. Rồi bò tí nữa, thêm tí nữa. Rồi nếu cảm thấy đau thì mình dừng lại, giữ như thế này, 5 4, đừng vội thu vào, 3 2 1. Rồi lúc này chúng ta được thu lại. Rồi gỡ hai chân ra, chúng ta xếp bằng hai chân và thư giãn phần chân của mình, thư giãn cho chân. Rồi tiếp tục, chân bên phải của mình sẽ co lại, chân bên trái chúng ta sẽ duỗi thẳng ra sau. Đấy, như bạn ngồi nó sẽ như thế này, này. Ta úp cái đầu gối xuống và hướng cái cơ thể của mình về trước, hướng cơ thể của mình về trước. Đấy, rồi xích phần mông vào này, chúng ta ngồi như thế này, úp thẳng cái phần đầu gối bên trái xuống sàn, hướng phần cơ thể của mình về phía trước, hướng phần cơ thể của mình về phía trước. Rồi chúng ta sẽ đặt hai tay, đặt hai bên phần khớp gối của chúng ta, gối bên phải của mình đấy, đẩy nhẹ cái phần thắt lưng của mình ra phía sau. Đó, hơi rất là đau cái phần hông như thế này, phần hông này, phần đĩa đệm của chúng ta đấy, đẩy ra, giữ như thế này nhá, 5 4, mắt cứ nhìn thẳng về trước, 3 2 1. Rồi lúc này tay bên phải mình sẽ đặt lên đầu gối chân bên phải và đẩy cái cơ thể của chúng ta lên một tí. Rồi cứ giữ như thế này, 1 2 3 4 5. Rồi chúng ta sẽ thả lỏng một tí, nhẹ nhàng vươn hai tay lên cao, hít vào, vươn thẳng hai tay lên. Động tác này thật sự rất khó cho những chị em mà bị đau thần kinh tọa và thoát vị đĩa đệm. Thế thì làm sao để thực hiện động tác này? Giống như Diễm vừa chỉ, chúng ta là sẽ đẩy cái phần thắt lưng ra như thế này nè, dùng tay sẽ đẩy ra. Nếu bạn thực hiện được tư thế này mà cảm thấy cái phần hông của chúng ta nó không đau thì tư thế tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện được. Rồi tiếp tục, ta vươn tay lên, hít vào, mắt nhìn về trước. Rồi thẳng người ra, giữ một tí, thở ra, nhẹ nhàng tay đặt xuống thảm, hạ trán chạm sàn, mở. Lần hai vươn hai tay lên, hít vào, rồi giữ như thế này, thở ra, hạ tay, hạ trán, thở hết hơi ra. Rồi tiếp tục lần ba, vươn hai tay lên, sâu vào, thở ra, hạ tay xuống, gập đầu xuống. Rồi ta thư giãn một tí. Tiếp tục vươn hai tay lên, lần bốn, hít vào, rồi thở ra, hạ hai tay xuống, hạ trán, chạm sàn, giữ.
Và lần cuối cùng, vươn hai tay lên, hít vào. Giữ tư thế này. Một, nếu có thể đẩy cơ thể mình ra sau một tí. Hai, ba, bốn, năm, thở ra. Hai tay hạ chạm sàn, hạ trán chạm sàn. Lúc này chúng ta thư giãn sau. Hít thở bình thường lại. Rồi, chúng ta sẽ ngồi lên và đổi chân lại. Chân bên trái lúc này sẽ co lại và chân bên phải của mình sẽ duỗi thẳng ra sau. Đấy, để người qua. Cái động tác lúc nãy, nếu như mà chúng ta vươn tay lên không được thì mình cứ đặt tay dưới sàn và đẩy phần hông ra sau. Chân bên phải chúng ta đầu gối sẽ đi thẳng này, chân bên trái co lại, rồi đẩy người về phía dọc theo cơ thể về phía trước mặt, rồi giữ như thế này, hai tay đặt sang hai bên đẩy phần hông ra, giữ 3, 2, 1, tay bên trái đặt lên đầu gối bên trái, tay bên phải đặt lên bàn chân, tay sẽ đẩy sâu phần hông mình ra một tí, giữ nhá, 5, 4, 3, 2, 1, vươn hai tay lên cao, hít vào mắt nhìn thẳng về trước, rồi thở ra, hạ tay, hạ đầu. Lần hai tiếp tục vươn hai tay lên, rồi thở ra, hạ đầu xuống. Tiếp tục lần 3, vươn hai tay lên, hít vào, đẩy cái phần hông mình ra sau. Lòng bàn tay sẽ hướng vào nhau. Thở ra, hạ xuống, hạ đầu, rồi thư giãn cho phần hông. Lần 4, vươn hai tay lên, hít vào, đẩy ra cơ thể ra sau một tí. Rồi ngửa đầu ra sau, mắt nhìn ra tay. Thở ra, hạ trán xuống. Lần cuối cùng, vươn hai tay lên, hít sâu vào và giữ 5 nhịp. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, hạ tay xuống, hạ trán chạm sàn. Rồi mình thư giãn. 5, 4, 3, 2, 1, nâng người lên. Đồng thời, hai chân của chúng ta sẽ duỗi thẳng ra và nằm dưới thẳng. Rồi, nằm thẳng dưới thảm, chân bên phải của chúng ta sẽ co lại. Rồi, hai tay đan vào nhau. Đan vào nhau, kéo chân bên phải của mình. Kéo sát vào. Rồi, hai tay đan lại, kéo sát vào trong cơ thể. Ép sát vào càng tốt. Giữ như thế này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Giữ nguyên như thế này, hai tay của chúng ta, một tay bên phải sẽ bám, nắm lấy cổ chân bên phải này, kéo sát vào, tay bên trái mình sẽ đặt lên trên, thời đẩy sát cái đầu gối xuống, rồi nâng nhẹ phần đầu của mình lên, kéo phần cầm xuống, sát phần đùi càng tốt, chúng ta vào, thở ra, hạ xuống, hai nâng lên, hít vào, thở, hạ. Cầm của mình sẽ chạm lấy cái phần đầu gối nhé. Vai nâng lên, hít vào. Thở ra. Rồi, 4 nâng lên, hít vào. Thở ra, hạ xuống. Cuối cùng lần thứ 5. Ta nâng lên và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Rồi, chân bên phải mình duỗi thẳng ra. Đấy, hai tay nắm lấy cổ chân, rồi đẩy thẳng khớp gối ra thôi, không cần kéo vào, đẩy thẳng gối ra, giữ, 3, 2, 1, tiếp tục, mình gập cái phần bàn chân bên phải của mình, chúng ta gập vào này, đẩy thẳng cái phần gối ra, đấy, gập vào, đẩy thẳng gối ra, giữ, 1, 2, 3, 4, 5,
nhẹ nhàng hạ xuống, co chân bên phải lại, đồng thời đặt qua bên phía bên trái này. Đấy, tay bên phải của chúng ta sẽ hướng sang nha. Rồi, giữ tư thế này, mắt nhìn sang bên phải, chân của mình sẽ đưa qua bên trái. Chúng ta đẩy phần gối bên trái của mình xuống sàn. Rồi, nắm phần eo lại. Giữ 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, nó thu chân phải về, đồng thời tiếp tục co chân bên trái lại. Lúc này, hai tay sẽ đan lại, kéo sát các phần chân bên trái vào trong cơ thể. Đẩy sát vào và giữ. Rồi, tiếp tục. Ta thực hiện giống như lúc nãy. Tay bên phải của mình sẽ kéo phần đùi bên trái của chúng ta kéo sát vào. Đồng thời tay bên trái mình nắm lấy phần cổ chân. Chúng ta sẽ đẩy sát vào cơ thể. Rồi nhẹ nhàng nâng đầu lên. Cầm chạm đầu gối càng tốt. Hít vào. Thở ra. Hạ. Lần hai. Hít. Thở ra. Ba. Nâng lên. Hít vào. Thở. Hạ. Bốn. Nâng cầm lên. Hít vào. Thở ra. Cuối cùng 5, nâng cầm lên, hít vào. Giữ 5, 4, 3, 2, 1, thở. Rồi, kéo thẳng chân bên phải. Hai tay nắm lấy cổ chân, nhấn gối. Thẳng ra càng tốt. Nếu như bạn chưa nắm lấy được phần cổ chân, chúng ta vẫn có thể nắm lấy cái phần vách chân và kéo vào trong cơ thể. Đấy, giữ 3, 2, 1, co bàn chân lại, rồi nắm lấy bàn chân của mình, rồi đẩy phần gối ra, 1, 2, 3, 4, 5, rồi nhẹ nhàng co lại, chân bên trái của chúng ta sẽ đưa qua bên phía phải, co lại đưa qua bên phía phải, tay bên trái mình duỗi thẳng sang ngang, mắt chúng ta nhìn qua bên trái, chân đưa qua bên phải, giữ tư thế này. Rồi, đè nhẹ cái phần gối của mình xuống. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, chúng ta thu về. Thu về mà nằm duỗi thẳng hai tay, hai chân. Hai chân của mình sẽ rộng bằng vai, hai tay lòng bằng tay mở và xuôi theo thân. Rồi, chúng ta thả lỏng và hít thở đều. Hít sâu vào, đẩy căng bụng lên. Rồi, thở hết hơi ra, hút bụng vào. Tiếp tục hít vào. Rồi, nhẹ nhàng thở ra. Ta thả lỏng các cơ quan trong cơ thể. Chúng ta hãy cố gắng nằm và thư giãn. Hít vào. Thở ra. Rồi, coi chân lại, ta bật lên. Phần bài tập yoga cho trị liệu cho căn bệnh đau thần kinh tọa của chúng ta phần 2 đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như bạn tập và cảm thấy những cái động tác nào chúng ta làm chưa được hoặc chưa biết cái cách lên thì hãy liên hệ với Diễm, Diễm sẽ hướng dẫn bạn kỹ hơn để chúng ta có thể tập và hoàn thiện hơn. Bài tập đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Diễm. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài tập mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.